trong trí bỡ ngỡ, và mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Pha Thi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, cận Cyrene và người Roma cư ngụ ở đây, là Do Thái và Tòng giáo, là người Creta và Ả Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.